Mù mắt suy thận vì ăn rau, bác sĩ cảnh báo 4 món siêu nguy hiểm tuyệt đối cấm ăn. Nhiều trường hợp suy thận mù mắt vì ăn đồ thừa để qua đêm. Thời gian gần đây, câu chuyện về một anh chàng 31 tuổi sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bị mù và liệt do ăn rau để qua đêm đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này. Cũng theo tờ Futsal News, bệnh nhân trên tên là Zheng Chun, từng là một phóng viên. Cách đây 3 năm, anh này từng phải nằm phòng cấp cứu gần 1 tháng do suy thận sau khi ăn thức ăn thừa qua đêm. Zheng Chun kể lại rằng, khi anh tỉnh dậy, thấy cơ thể mình chằng chịt những mũi tiêm. Sau đó, anh bị mù và liệt, chỉ có một mình mẹ già chăm sóc. Câu chuyện của Zheng Chun khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối. Zheng Chun kể về câu chuyện của mình và khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng thương xót. Thực ra, Zheng Chun không phải là trường hợp đầu tiên phải nhập viện cấp cứu vì ăn đồ thừa để qua đêm. Đầu tháng 7 vừa rồi, truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin về trường hợp ông Lưu, 65 tuổi, sống tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán sau khi ăn hải sản để qua đêm. Theo bác sĩ Lương Ngụy, công tác tại bệnh viện, bệnh nhân Lưu bị tiêu chảy, sau đó mất nước và thiếu máu cục bộ, cuối cùng gây ra suy thận cấp. Bác sĩ Lương Ngụy cho rằng, đồ ăn thừa qua một đêm sẽ biến chất và sản sinh nitrite. Chất này có thể chuyển đổi thành nitrosamine và gây ung thư. Nếu chúng ta ăn số lượng ít thì độc tố chỉ đủ để gây ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm nếu không được cấp cứu kịp thời cũng có thể gây hại cho thận và đe dọa cả tính mạng của bạn. Ngoài nitrite, đồ ăn qua đêm còn bị mất chất dinh dưỡng và chứa nhiều vi khuẩn hơn. 4 món ăn để qua đêm siêu nguy hiểm, tốt nhất nên ném bỏ. 1. Rau xanh để qua đêm là thứ nguy hiểm nhất. Lượng nitrat lớn trong rau xanh sẽ tạo ra nhiều nitrite hơn sau một đêm bảo quản. Lượng nitrite này không thể loại bỏ được bằng cách đun nóng. Tốt nhất, bạn nên ăn rau xanh trong vòng 4 giờ sau khi chế biến. Nhất là vào mùa hè, đặc biệt là rau bina và cần tây có hàm lượng nitrat tương đối cao. Sau khi đun nóng lại, nó dễ dàng chuyển hóa thành nitrite. 2. Món hải sản để qua đêm sẽ hại gan thận. Cua, cá, tôm và các loại hải sản đã chế biến khác sẽ tạo ra các sản phẩm phân giải protein trong một đêm, có thể làm hỏng các chức năng của gan và thận. Nếu mua quá nhiều, bạn có thể gói hải sản sống vào túi giữ nhiệt hoặc hộp sữa tươi và cho vào tủ lạnh để hôm sau chế biến. Tuyệt đối không ăn hải sản để qua đêm. 3. Trứng luộc lòng đào. Trứng không được nấu chín kỹ có thể chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella. Sau một đêm, vi khuẩn sẽ sinh sôi dữ dội. Tuy nhiên, nếu trứng được nấu chín kỹ và giữ ở nhiệt độ thấp, trong trạng thái kín, bạn vẫn có thể bảo quản chúng đến hôm sau. 4. Món canh cất trong bát, hộp kim loại. Nếu bạn để canh còn thừa trong nồi nhôm, nồi sắt, một số chất có thể sẽ bị kết tủa và có hại cho sức khỏe nếu ăn phải. Nếu muốn bảo quản, cách tốt nhất là không cho bất kỳ gia vị nào như muối vào canh. Dùng thìa sạch để múc canh, còn nếu đã nấu mà không sử dụng hết, tốt nhất bạn nên cất chúng trong nồi đất hoặc trong tủ lạnh. Vậy chúng ta nên xử lý như thế nào với đồ ăn thừa? Trong khuyến cáo 5 điều về an toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó điểm thứ 4, duy trì nhiệt độ thực phẩm an toàn cho thấy, thức ăn đã nấu chín không nên để ở ngoài nhiệt độ phòng quá 2 giờ, cần bảo quản kịp thời tốt nhất là dưới 5 độ C, không để trong tủ lạnh quá 3 ngày. Thức ăn thừa không nên hâm nóng quá một lần. Có một số loại thực phẩm vẫn có thể ăn được nếu bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, trước khi bảo quản, bạn cần nhớ. Để đồ nguội trước khi cất vào tủ lạnh. Thức ăn đang nóng mà được đưa vào môi trường nhiệt độ thấp như tủ lạnh, sức nóng của thức ăn sẽ khiến hơi nước ngưng tụ lại, thúc đẩy nấm mốc phát triển, dẫn đến thức ăn bị hỏng. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để đồ ăn thật nguội rồi mới cho vào tủ lạnh, vì thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn nếu để quá lâu bên ngoài. Lưu trữ thức ăn thừa khác nhau riêng biệt. Để tránh lây nhiễm chéo do vi khuẩn, đồ ăn thừa cũng cần được bảo quản trong hộp đựng sạch sẽ. Mỗi loại cần được để trong một hộp riêng. Thời gian bảo quản không được quá lâu. Tốt nhất nên ăn trong vòng 5 đến 6 giờ. Nếu để thức ăn quá lâu sẽ sinh ra nitrite và aflatoxin. Việc đun nóng sẽ không có tác dụng. Trước khi ăn cần đun kỹ. Ngoài cách bảo quản hợp lý,
đun sôi cũng là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe. Sau khi bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh, bạn cần làm nóng toàn bộ món ăn đến 100 độ C và giữ sôi trong hơn 3 phút. Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên. Tủ lạnh của nhiều hộ gia đình không được vệ sinh thường xuyên khiến cho các loại vi khuẩn, đặc biệt là E. coli, sẽ sinh sôi trong môi trường lạnh và ẩm ướt. Vi khuẩn sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa và gây ra bệnh dạ dày. Vì vậy, cứ 3 tháng, các gia đình lại nên vệ sinh tủ lạnh một lần. Nhập viện vì ăn chay, bác sĩ chỉ ra sai lầm khi ăn chay mà nhiều người vẫn tưởng tốt. Các chuyên gia đều cho rằng nhiều người nghĩ ăn chay là khỏe và ăn chay trường. Điều này hoàn toàn sai lầm vì ăn chay không hề khỏe. Nhập viện vì ăn chay. Ăn chay có nhiều xu hướng, nhưng ăn chay trường được nhiều người áp dụng. Ăn chay trường là ăn chay tuyệt đối, trường kỳ chứ không ngắt quãng, nghĩa là không đụng một chút nào vào đồ ăn mặn. Các món ăn trong bữa chính phải đủ 4 nhóm chất: bột đường, đạm, đậu hũ, tàu hũ, sữa đậu nành, đậu phộng, muối mè, nấm, đậu que, đậu đũa, đậu xanh, dầu và rau, trái cây. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay, ăn chay khoa học cũng đem lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Rau, củ, thực vật thường nhiều chất xơ, ít cholesterol, giàu vitamin, đặc biệt nhóm B, A. Các loại thực phẩm này tốt trong việc giải độc, giảm cân, phòng ngừa và hỗ trợ rất nhiều trong các bệnh lý mãn tính liên quan đến ăn uống như béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, táo bón, tai biến, loãng xương. Tuy nhiên, nhiều người đang thái quá về chế độ ăn này. Họ thực hiện không đúng cách hoặc áp dụng chay trường. Ăn chay hoàn toàn, trong khi thiếu nhiều kiến thức về dinh dưỡng, tiến sĩ Hưng chia sẻ. Anh từng điều trị cho nhiều người ăn chay bị thiếu chất, đặc biệt là thiếu máu do áp dụng chế độ dinh dưỡng không cân đối. Trong số những bệnh nhân đó, không ít người suy nhược trầm trọng, từng ngất xỉu nhiều lần trước khi gặp bác sĩ. Đặc biệt, nhiều người ngộ nhận bữa ăn chay chỉ bao gồm cơm và rau quả. Thực chất, trong những bữa ăn quá đơn điệu như vậy, có nguy cơ thiếu chất rất cao. Việc ăn thiếu chất đạm cũng có thể gây ra biếm ăn, nhão cơ, dễ nhiễm trùng. Ngược lại, nếu bữa ăn chay quá nhiều bột, đường và dầu béo, năng lượng cao vẫn có thể dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì như người ăn mặn. Nếu đảm bảo đa dạng thực phẩm, có thể người ăn chay sẽ không bị thiếu các chất dinh dưỡng. Nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện hợp lý, tiến sĩ Hưng khuyến cáo. Không hề tốt như mọi người nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, phòng khám nội tiết 131 Thái Hà cho rằng, thi thoảng ăn một bữa cơm chay để thanh lọc cơ thể thì còn tốt, nhưng áp dụng ăn chay trường thì hoàn toàn sai lầm vì bác sĩ Cường cho biết, anh chưa thấy ai ăn chay trường khỏe mạnh. Chữa được bệnh mà hầu như đều gặp các vấn đề thiếu chất. Những người ăn chay vì vấn đề tâm linh, bác sĩ Cường không bàn, nhưng ăn để khỏe thì nên cân nhắc. Bác sĩ Cường cho biết, ăn chay trường là chỉ ăn nhóm thực phẩm, một số người ăn theo khuynh hướng khác như ăn trứng, không có trống. Sữa, phô mai là sản phẩm từ thực vật để bù đắp chất còn thiếu do ăn chay. Tuy nhiên, bác sĩ Cường cho rằng dù rau củ quả có tốt như thế nào thì không thể thay thế được nhóm chất đạm, chất béo, sắt, B12 từ động vật. B12 chỉ có trong thịt, sắt có nhiều ở thịt bò. Nếu ăn thực vật hàm lượng vi chất nghèo nàn và khó hấp thụ hơn. Theo bác sĩ Cường, tự nhiên sinh ra cả trăm loại thực phẩm và chúng đều có vai trò khác nhau. Nếu chúng ta ăn chay bỏ đi bất cứ thứ gì đều không tốt, thực phẩm đa dạng phong phú vẫn là khuyến nghị dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe. Ngoài ra, xu hướng ăn chay hiện nay còn có người ăn chay giả mặn với các sản phẩm chay công nghiệp thì lại càng nguy hại hơn. Bác sĩ Cường cho rằng đa số các sản phẩm này đều chứa phụ gia, hóa chất, chất bảo quản. Nếu không kiểm soát được nguồn gốc thì còn nguy hiểm hơn là ăn uống bình thường.